Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều qua, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Lâm được đề đạt tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương và tỉnh Hưng Yên tập trung vào vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn thay mặt lãnh đạo tỉnh trả lời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Thôn tôi là trước đây là vành đai 4 theo quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ tháng 7 năm 2011 là đi trước cửa làng, nhưng nay lại chuyển hướng đi vào trong làng, nhất là những nhà mà có đường vành đai 4 đi vào thì là người ta còn phân vân, chưa hiểu rõ lý do tại sao. Vậy tôi đề nghị các cấp giải thích cái kế hoạch mà cử tri có ý kiến thì trước đây không qua nạc hỏng ấy, là quy hoạch của nhiệm kỳ 11-20 và bắt đầu phê duyệt từ 2008 và có trị 11-20 và quy hoạch trong quy hoạch thì theo luật quy hoạch ấy thì có giá trị 10 năm. Đối với trung ương thì định thì có định hướng 30 năm và tới 50 năm. Còn các quy hoạch của tỉnh thì cũng có quy hoạch 10 năm có giá trị 10 năm mà định hướng là 20 năm đến 30 năm. Do vậy là cái quy hoạch mà 2010-2020 thì cái quy hoạch đó bản chất vấn đề là đã hết hiệu lực. Do vậy trước đây là không đi qua lạc hồng thì hiện nay đi qua lạc hồng. Và cái nội dung này là do Thủ tướng phê duyệt. Và năm 2011 thì Thủ tướng đã phê duyệt cái quy hoạch này điều chỉnh lại trong đó hướng tuyến là như hiện nay đang làm quy trình giải phóng mặt bằng. Nói tóm lại là cái đối với quy hoạch này thì không phải thẩm quyền của tỉnh mà đây là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Khi tái định cư mà định giá tài sản của nhân dân thì tất cả những cái công trình của nhân dân xây dựng, nhà ở, các công trình khác gắn liền trên đất, nếu tính ra giá trị mà cân đối với cái xây dựng mà hai cái giá của chúng không bằng nhau thì nhân dân có thể ra nơi xây dựng không đủ tiền để xây dựng khu đất mới. Bởi vì khi mà đánh giá tài sản trên đất hiện có thì khấu hao tài sản mà chúng tôi phải ra đất mới thì lại theo xây dựng theo vấn đề giá thị trường. Thì cái này cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiên cứu xem xét. Khu tái định cư tới này ra, nơi ăn trốn ở của người ta như thế nào? Nhà từ trong đất liền thổ trong làng bây giờ chuyển ra ngoài đồng thùng vũng là người ta lo là giá đền bù không đủ. Quan điểm của tỉnh là riêng các khu tái định cư phải làm đẹp hơn, to hơn, đàng hoàng hơn so với lại người dân ở hiện tại. Thứ nhất là hệ thống điện, hai là hệ thống giao thông, và các đường làng hiện nay thì cũng chỉ 3m, 5m, nhưng mà chúng tôi yêu cầu là tối thiểu phải 7m rưỡi, đây là lòng đường chưa tính hành lang, và toàn bộ đấy phải có đường điện, hệ thống chiếu sáng và có hệ thống dịch vụ, nhưng mà có nhà trẻ thì càng tốt, như vậy và hạ tầng tốt hơn. Và hai còn chế độ chính sách bồi thường đền bù phải thì theo quy định của nhà nước. Thì huyện Văn Lâm phải có nhiệm vụ là giải thích cho người dân được hiểu, đặc biệt là cử tri có ý kiến ngày hôm nay, mà trên quan điểm là cũng phải tối đa ủng hộ tối đa để làm sao mà khi người dân được tái định cư không bị thiệt. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề thôn Đông Mai, đề nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền chuyên môn xử lý các điểm tập trung chất thải nguy hại do việc tái chế chỉ trước đây để lại. Bộ Tài nguyên Môi trường thì đã có một cái dự án để xử lý triệt để các cái chất thải độc hại nguy hiểm của làng nghề Đông Mai như cử tri vừa nêu. Thì nội dung dự án này là trước đây là tỉnh cũng đã bố trí một khu đất riêng cho tất cả các hộ dân. Trước đây là sản xuất chỉ ở trong thôn thì ra sản xuất tập trung. Thì hiện nay thì không còn cái việc sản xuất ở trong dân nữa mà là tập trung. Còn lại cái tồn dư lại của thôn Đông Mai ấy, đã cô lập được hai khu. Một khu là 350 m² và một khu là 150 m². Thì nội dung này là Bộ Tài nguyên Môi trường đã có đề án để xử lý triệt để. Cái này chỉ có thẩm quyền của bộ thôi. Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết vấn đề ô nhiễm tại sông Đình Dù chảy qua thị trấn Như Quỳnh. Hiện nay tình trạng ô nhiễm đang rất nghiêm trọng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền giúp thị trấn xử lý lượng rác thải nhựa đã tồn đọng nhiều năm tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai. Hiện nay cái số rác thải nhựa tồn đọng nó đã cao như quả núi. Sông Đình Dù là một trong nhánh của hệ thống Bắc Hưng Hải. Và hệ thống Bắc Hưng Hải của chúng ta là có khoảng hơn 2.000 km chạy chung quanh tỉnh.
và có đường trục là đường sông Kim Sơn khoảng 200 km và liên quan đến 4 tỉnh. Hiện nay cái dòng sông đấy là như dòng sông chết à. Thì cái ô nhiễm môi trường đấy thì xuất phát từ 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là từ sông Cổ Bây đổ về Hưng Yên của chúng ta khoảng 153.000 mét khối trên ngày đêm. Nhưng mà tại Hưng Yên của chúng ta là khoảng 163.000 mét khối trong ngày đêm. Trong đó thì có doanh nghiệp và người dân của nhân dân đổ ra là khoảng 65%. Thế còn các nhà máy sinh nghiệp của công nghiệp là chỉ có 35% thôi. Thế xử lý một cách nào? Thì đối với Trung ương và Chính phủ vừa rồi họp thì có đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp và kết luận giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng một cái trạm bơm Xuân Quan tại Xuân Quan của Hưng Yên chúng ta để bơm đẩy từ nước sông Hồng vào hệ thống Bắc Hải cho nó sạch. Thế đối với tỉnh, thứ nhất là đối với kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp đủ điều kiện xử lý xả thải thì mới cho xả thải, còn nghiêm cấm là xả thải ra hệ thống đấy. Với người dân ấy, thì có đề án chung toàn tỉnh, trong đó các người dân mà liên quan đến hệ thống Bắc Hải, tức là mỗi một thôn là 1 đến 2 điểm lắng đọng, giống như là Phù Cử của chúng ta đã có, Văn Giang đã có, nó lấy kinh nghiệm từ đấy vì là kinh phí đầu tư rất là ít, mỗi một cái bể lắng đọng nó chỉ có khoảng từ 100 đến 200 mét vuông thôi, thì khoa hệ thống lắng đọng đấy thì khi thải ra môi trường thì nước nó trong rồi. Cái kinh phí ở đâu thì tỉnh hỗ trợ toàn bộ vật liệu xi măng làm cái đấy, thế còn huyện là hỗ trợ cát đá sỏi, còn nhân dân bỏ công. Cái khu mà xử lý rác thải nhựa thì phải nói là phải tồn tại phải 40 năm nay rồi. Theo tính toán sơ bộ thì khoảng 150.000 tấn hiện nay đang tồn đọng. Nếu mà nhân với giá xử lý bây giờ là khoảng 440.000, như thế vậy là khoảng hơn 600 tỷ. Thì nội dung này chúng tỉnh cũng tiếp thu, sau đó thì chúng sẽ xây dựng kế hoạch và xử lý theo từng lộ trình. Bởi vì không phải là từ bây giờ, mà nó từ 40 năm nay rồi. Mà hiện nay một cái nhà máy Unico xử lý rác thải của tỉnh bây giờ cũng không đủ. Tới đây thì tỉnh đang tiếp tục tiếp nhận các dự án và đẩy nhanh yêu cầu các cái nhà máy xử lý rác thải của tỉnh Yên nhanh tiến độ thì mới đảm bảo.